ngân hàng. Mình sẽ quay một vlog đi xã và sau đó đi thư. Và đi học rất là mệt, các bạn là phải lên dốc như là leo núi luôn. Hẹn gặp bạn vào mùa xuân năm 2022, đi sẽ là một vlog về mùa hoa anh đào núi. Đến hoa nở đẹp lắm các bạn ạ. I'm not going to be able to do that.
đâu rồi mày, bố nha. Con cảnh này rất là đẹp nhé. Good job. Để vào chỗ quấn ấm trong 2 phút đó. Để lắp cả tòa nhà kỹ thuật nhá, của Việt Nam Trung Quốc Mông Cổ nhá. Bây giờ về cho tất cả. Jump.